1, 2, 3, bắt đầu. Xin giới thiệu tôi là Bác Chậm Chắc. Ok. Xin giới thiệu tôi là Bác Chậm Chắc. Xin giới thiệu tôi là tôi là Maya. Đúng. Rồi, ok, 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 đọc đi. Tám ngoài gió đồ gì gì ra có thấy. Ai không đọc theo được cũng ăn đòn. Ủa, nhưng mà từng năm từ thôi mà. Phải thế à? Chúng tôi từ từ. Anh Bách, bây giờ có ai hiểu được cái từ này thưởng 100.000. Anh đạo dịch lại cái từ anh Bách vừa đọc. Rồi, tám. Không, không, nhìn. Tám ngoài gió đồi. Tám ngoài gió đồi. Tám ngoài gió đồi. Ta có thấy. Được, đi ra đây là anh Bách đọc lại không hợp lý. Rồi bắt đầu tiếp tục. Nhưng mà nếu mà bác mà đọc không rõ ràng là vẫn bị ăn đòn đúng không? Như vẫn phương bị... Âu. Chẳng phải như Phương Âu. Sai. Ừ. Như là có ràng đâu. Bây giờ nhá, ngồi xích vào. Bây giờ này, đây là từ đấy đến giờ. Từ đấy đến giờ là chưa mọi người ai hiểu ấy. Thế là cái câu đọc của cháu là gì? Chẳng phải như mưa ngâu. Không phải không? Chẳng phải như mưa ngâu. Thôi cháu đọc lại nè. Chẳng phải như mưa ngâu. À ngâu. Chẳng cả ra ra đánh tội bậy bì. Ui chết chưa. 1 2 cốp ui rồi nhìn kìa tiến ra ra tiến ra ra một lần cốp đánh một lần cốp đánh rồi đấy. Thôi ngồi xuống bây giờ mình phải đọc cẩn thận. Rồi, tiếp tục. Ôi trời ơi, chết. Chết. Tiếp tục. Ngồi xuống. Đúng rồi, đê trả thù. Ngồi xuống. Thôi, ngồi xuống. Đọc. Ai không ngồi gần đây cũng bị ăn vọt. Linh ngồi xuống đất. Đọc trước cho nó chuẩn đi. Đọc tên cháu là gì? Bắt Mi Nhon. Bắt Mi Nhon. Tên cháu là gì? Bắt Lương Ngô. Cháu tên là gì? Công Lý Sử. À. Em là Bắt Ngã Ngương. Bắt Ngã Ngương. Mày già, mày già. Bách Chậm Chắc. Tổng mở từ từ đi. Tổng ơi, đừng nghịch nữa. Rồi, ok, tiếp tục. Rồi. Hàn chư chùa, hàn chư bên trong. Em không hiểu. Dài quá, em năm từ thôi mà. Năm từ thôi. Năm chữ thôi.
5 chữ thôi. Thôi, cho cơ hội lại đi. Cháu ngồi xuống đất. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Tùng ngồi xuống, không nhìn thấy gì. Đếm, mọi người đếm tới 10 mà không đọc thì bi hết cơ hội. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh em đang đọc không đọc 4 ta luôn. 1, đu vi ra trường. Anh ba không ngồi đâu nè. Chú đọc được. Tư duy đa chiều. Bây giờ nhá, cơ hội lại cho Bách. Từ từ, cơ hội cho Bi và cho cả nhà. Ngồi xuống. Là đọc lại rõ ràng. Ok, bắt đầu. Từ khác, từ mới đi. Bây giờ chúng tôi hỏi lại này, Tùng, Bi vừa đọc gì? Tám ngọn gió đời. Linh. Tám ngọn gió đời. Mà. Tám ngọn gió đường. Cốp, cốp. Tám ngọn gió đường. Sai rồi. Ok, con có biết ai ai đúng không? Đúng, đúng. Đúng rồi. Linh đúng. Biết ai sai không? 1, 2, 3. Chính xác. Xử lý. Và anh Bi. Anh Bi cũng sai. Nó không có nè. Từ từ. Nhây à? Ừ, xử lý. Đánh nhây. 1. Trời ơi, đọc và xương nhỉ. Đây. 2. Nó có thua luôn. Linh thua. Đúng rồi. Nào. Ok. Vừa lấy cúc đồng và biết thế kia mà. Cười. Ok, tiếp tục. Bi còn 2 cơ hội nữa để đọc. Thế á? Từ từ, bây giờ trước khi đọc ấy là cho hỏi mọi người sẵn sàng chưa? Sàng chưa? Rồi. Tùng ngồi xuống, Tùng ngồi xuống. Rồi. Tiết kiệm nước. Tiết kiệm nước. Tiết kiệm nước. Tiết kiệm nước. Rồi hỏi lại. Anh đọc gì? Từ từ. Để hỏi cốp trước. Tiết kiệm nước. B. À Tùng. Tùng. B. Tiết kiệm nước. Mẹ. Tiết kiệm nước. Linh. Tiết kiệm nước. Ok. Nhưng mà B ấy vừa rồi đọc chưa rõ ràng. Nhưng mà thôi. Cái này là con biết giờ là sáng hôm hình như hôm qua. Ngồi xuống. Con chỉ có biết cái này do sáng hôm nay bố bắt con để kiểm tra. À. Mẹ con chỉ có nhớ thôi, thì ra là nghe cũng không hiểu đâu. Rồi ok. Nếu mà là một lần giống như thế này nữa là bị cả nhà ắc tắc tấn công. Ok. Lần cuối cùng. 1, 2, 3 bắt đầu. Nghỉ ngơi bà chỗ hút. Nghỉ ngơi. Ê, quá nó đủ. Không, đủ. Quá. Con tính rồi. Đúng 5 từ. Hả? Đúng. Rồi. Đọc không có ràng. Rồi. Cháu đọc lại đi. Đọc ăn bắt không đầu không chơi. Cháu đọc theo ý của anh thế nào. Nghỉ chơi bà ông hút. Anh mới nhanh. Rồi, ok. Đọc lại. Nghỉ chơi với bạn ông hút, ok. Rồi, Ma. Nghỉ chơi với bạn ông hút. Nên nhờ Maya mà. Maya. À, nghỉ chơi và ông hút. Rồi, cốp. Nghỉ chơi và với bạn ông hút. Linh. Nghỉ chơi với bạn ông hút. Nào đến cháu. Đúng rồi, sao hết? Nghỉ chơi mà húng hút. Rồi, từ từ, stop. Từ từ, stop.
không? Đây 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 đây. Từ từ. Mọi có bảy ngồi xuống. Đây này, chú Tôn vừa nghe là cháu đọc không rõ ràng. Thế bây giờ chú Tôn hỏi lại mọi người là mọi người có nghe rõ Bi đọc rõ ràng không? Không. Yêu cầu Bi đọc lại chữ đấy. Đọc lại chữ đấy khi nào rõ ràng. Sai. 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 Anh em đọc. Từ từ, cho cơ hội để đọc chuẩn đã. Ủa? Đọc chuẩn xong bắt đầu viết xử lý sau. Nào, tiếp tục. Nghỉ chơi bạn ống hút. Nghỉ sai. Chơi á. Anh em ngồi đọc hai lần. Nghỉ ngơi hay nghỉ chơi? Nghỉ chơi. Bạn. Bạn ống hút. Ống hút. Đúng rồi. Nghỉ chơi. Rồi, tiếp tục lại. Nghỉ chơi bạn ống hút. Ủa? Một lần nữa. Bạn rồi bây giờ cháu đọc đi để cho mọi người đọc theo xem có đọc rõ không nào. Vẫn từ đấy, vẫn từ đấy. Vẫn từ nghỉ chơi đấy. Nghỉ chơi bạn ống hút. Nghỉ chơi bạn ống hút. Cả nhà đọc đúng hết rồi. Bi cũng đọc đúng rồi. Bây giờ ra xử lý. Không không, bây giờ cho cơ hội một cái một từ nữa. Một từ nữa. Một từ mới. Rồi cho một từ mới nữa. Cho một từ mới. Cho một từ mới nữa, từ này là chắc chắn là bị ăn đòn này. Từ đòn sống từ đòn. Đọc không bỏ ngang. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Cháu vừa đọc gì? Cộng đồng sống từ tế. Cộng đồng sống từ tế. Cộng đồng sống từ tế. Cộng đồng hay ăn khế. Con đọc lại nào. Linh. Bây giờ vẫn còn quay lại nghỉ ngơi hả? Nghỉ ngơi hút ống hút hả? Này. Này, anh Bi vừa xong là đọc không rõ ràng. Lần đầu đọc không rõ ràng, lần thứ hai mới đọc rõ ràng. Thế bây giờ mọi người có cho cơ hội lần thứ ba không? Hay là xử lý luôn? Con có đồng ý không? Con có muốn con đồng ý. Từ từ, con có muốn cơ hội một lần cuối cùng không? Bây giờ một cơ hội của con rất là mong manh. Cơ hội của con chỉ đọc có hai từ thôi. Nếu mà đọc sai là đánh gấp đôi hai lần. Ôi chưa đâu. Nghe rõ không? Con cho cơ hội. Nếu mà đọc sai là bị ăn đòn gấp hai lần. Ăn đòn gấp ba lần. Gấp ba lần, đồng ý chưa? Phải là ba lần thì đó là ba phát. Đúng rồi. Mày à, dã man. Ok ok ok. Nói là con sai, con đã nhận hết. Rồi rồi. Không thật lòng. Tức là không thật lòng lắm. Ok, tiếp tục. Cộng đồng sống từ tế. Cộng đồng sống từ tế. Cộng đồng. Sao đọc từ mới đi, không không vẫn từ cũ thế thì dễ. Từ mới, từ khác. Từ khác. Một lục. Một đọc lại. Ái ngữ. Ái ngữ. Tiếp tục. Nghị lực. Nghị lực. Tiếp tục. Nguyên chủ thảo. Hiếu thảo. Tiếp tục. Nhân quả. Nhân quả. Sai. Đánh vần. Đánh vần lại nào. Nhân quả. Đánh vần cơ mà. Nhân quả. Đánh vần. Tao, có bảy, có bảy. Anh đang nói rõ ràng mà, nhưng mà từ từ đọc lại đánh phần từ lại nha. Từ gì? Nhân quả. Đọc lại nào. Nhân quả. Nhân quả. Nhân quả. Đúng rồi. Nhân quả. Con giận. Con giận. Con giận. Con giận. Nói từ từ. Cháu biết ai sai không? Cả nhà sai hết. Ủa sai hết. Cháu đọc là cơn giận. Cơn giận. Đấy. Cơn giận. Đó là cơn mà. Cơn giận. Cơn giận. Hai nghe thấy con không? Ủa con nghe thấy. Khoan rồi. Bây giờ nha.
đúng có từ này đọc cuối cùng rồi nghỉ ngơi nào. Nào sai là ăn con luôn này. Một. Quả đấy ok vẫn còn chấp nhận được. Nào 1 2 3 bắt đầu. Từ tốn. Từ tốn. Được. Từ tốn. Ok ok ok, tiếp tục. Đi đứng. Đi đứng. Đi đứng. Vừa đi vừa đứng. Có ăn uống. Ăn uống. Ăn uống. Thì là chị đọc cái từ sẽ. Ok, tiếp tục. Nói chuyện. Nói chuyện. Bi đọc cái từ dễ không chị? Đúng rồi, phải đọc từ dễ chứ. Khó khó hơn thì ba chữ. Ở nhà. Cứ chỗ nào cũng được mà, cứ đọc có chữ là được. Không, không được nhìn, không được nhìn. Không được nhìn, Tùng ngồi xuống. Đừng có nhìn nhờ. Đừng có nhìn. Nhìn nhờ nhờ. Nào, nghe nghe nào. Cái ông này tự dưng chạy đây. Rồi. Không, đang có lần cuối. Tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện. Tiếp tục, tiếp tục. Lên ngay chân. Tiết kiệm điện. Lên không biết đọc Vi ơi. Đúng rồi, ngồi ngồi đấy. Ngồi đấy. Ngồi ra giữa, không được ra riêng. Ngồi ra giữa. Lên ơi. Lên ngay này. Từ. Quả đây mất tập trung, không nói không hỏi nữa. Thôi, từ mới. Bây giờ lắng nghe này, lắng nghe này. Cháu hỏi là mọi người sẵn sàng chưa? Mọi người sẵn sàng chưa? Chưa. Chưa. Mọi người sẵn sàng chưa? Chưa. Mọi người sẵn sàng chưa? Tôi đã từ rồi. Rồi. Từ rồi. Con có chơi nữa không? Không chơi thì nằm yên một chỗ. Ok. Rồi. Nào 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 nào. Một. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Em nói đúng. Kiểu nguy bản kiến. Kiểu nguy bản kiến. Tơ tơ, từ này là ăn đòn rồi này, đọc sai này. Từ này là từ gì? Kiểu nguy bản kiến. Từ này là từ gì, cóp? Kiểu nguy bản kiến. Từ này là từ gì? Từ này là từ nào? Anh bay đang từ gì? Bây giờ bố hỏi lại Duy ơi, anh Bi vừa đọc từ gì? Tiểu nghi bạn tuyến. Sai. Đọc tiếu lại. Nguy. À, kiếu, không phải kiếu. Kiếu. Đang hỏi gốc mà. Tiếu. Tức là thế này, tất cả mọi người hỏi không ai đọc được ấy, thì là do Bi đọc sai. Đấy, chỉ có không, có bố cháu hiểu thôi. Chú cũng hiểu. Nhưng mà đọc không rõ ràng. Cháu đọc giọng miền Nam. Cứu. Khứu, khứu, kiểu thế. Thế nên là cả nhà sẽ xử lý Bi. Ba cái. Một cái thôi. Không có thế, chú Tuân bảo là cơ hội cuối cùng thế mà. Nếu mà sai thì vẫn được đánh ba. Hai cái. Ba cái. Ba. Bố từ lấy ra bảo vệ Bi nhiều
hai cái thôi. Không thôi này, không cần đi chạy này. Đưa vào đây. Rồi, bắt đầu 1 2 3. Con nói đang nhìn sai không? Cháu nói là cứu. Kìa. Trả thù đấy. Không được chạy. Tứ phía. Tứ phía. Không chạy. À bây giờ chuyển sang tấn công nữa. Bỏ sách ra, bỏ sách ra. Thôi. Bắt đầu chuẩn. Thôi ba chạy ba chạy đi. Con chạy để làm gì? Để khỏi bị hâm. Em ơi. Úi giời cái gì đây? Rồi ba ra đến lượt cốp, đến lượt cốp. Bố đứng đây rồi không sợ. Rồi đến lượt cốp. Rồi. Đến lượt cốp. Đánh nhẹ thôi. Chú cho xem lại camera. Để mọi người xử lý xong đã. Để mọi người xử lý xong bây giờ ra xem lại. Đang quay. Nốt đi. Em xử lý rồi. Em chưa. Rồi. Bị cốp xử lý xong chưa? Chưa. Rồi. Một. Hai cái cơ mà. Hai cái. Bốt đi. Đánh ai lần không? Em có đá. Mới có một lần. Em còn đánh con. Sẽ đánh con liên quan gì? Nào, con xử lý đi, ra xử lý đi. Nào, bà anh ấy, đấy bảo vệ một, đấy ok, tùng, rồi chuẩn bị đấy. Đánh hai cái. Thế à? Phủi đấy, mũi à? Rồi đấy là con. Nào, cốp ra. Mai đã nói. Mới có một cái. Mới có. Phải đánh cái kia là bác thì cứ chạy. Mới có một cái, còn một cái nữa. Quay mặt lại đi. Cái gì? Ủa sao mày còn đau hơn? Em vào đây nha. Em ơi. Mà không, tắt sáng rồi. Em nó xem này, chúng nó sao pin ở đâu nhỉ? Chúng sao pin ở đâu? Sao pin đâu? Thì bây giờ muốn đánh ở đây thì đánh ở đây. Đánh ở đây. Đánh ở thôi ok, bắt tay nào, Nhiên nào. Vàng. Mưa nhẹ quá, nhẹ hơn con mưa. 100.000. 100.000. Mỗi đứa 100.000 nhé. Ok. No, không á. Nhiên 20.000. 100.000 chứ 20.000 à. Nhiên nào. Nhiên. Thích đánh nhau không gì? Nào, Nhiên nào. Nhiên nào.